Mến chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Hiện tại thì mình đang ở cửa khẩu biên giới Việt Nam Campuchia. Thì từ đây chúng ta sang biên giới còn khoảng 2 cây số nữa các bạn. Nhưng mà hôm nay là cái mùa Covid cho nên chúng ta không thể nào đi sang bên đó. Hiện tại thì nơi mình đang đứng ở đây cũng là một nơi rất là an toàn các bạn. Bên đây là bên Việt Nam của chúng ta. Lúc nãy mình vô tình lái xe ngang đây, phát hiện ra ở đây có những cái ngôi nhà rất là kỳ lạ nha các bạn. Bây giờ xin mời cả nhà cùng theo chân của Hoàng, chúng ta sẽ khám phá những cái ngôi nhà ở đây nha. Ở đây á, cả nhà xem nè, đó, có những ngôi nhà rất là kỳ dị nha. Bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong những cái ngôi nhà này, chúng ta tìm hiểu xem đây là ngôi nhà gì nha cả nhà. Một cái mái vòm nè. Wow, rất lạ lùng luôn. Để vào bên trong xem như thế nào nha các bạn. Ui, mình mới bước vào nghe nổi da gà các bạn. Một cái âm thanh gì mà nghe rột rột trên đầu mình á. Không biết cái gì nữa. Các bạn có biết đây là cái nhà gì không nha? Nhìn quá lạ lùng luôn á. Phía dưới đây nè cả nhà, quá chừng phân luôn. Phân con gì nhìn rất lạ lùng á, dày đặc luôn. Ở đây thì có một cái cửa, bên đây một cái cửa nữa, và hai cái cửa. Chúng ta nhìn vào á, giống y như một cái đầu người vậy các bạn. Chút nữa chúng ta ra bên ngoài nha, quay ngược vào sẽ nhìn giống y như cái đầu người ta vậy đó. Nhìn rất là ghê các bạn. À đây nữa nè, có mấy cửa sổ nhỏ nhỏ nè, nhìn lạ vô cùng luôn á. Trong căn nhà này á thì cái mái vòm nè, cái hình vòng tròn nè, và trong đây là trống lóc, không có gì hết cả nhà. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi sang căn nhà bên kia nha. Bên căn nhà bên đây thì gai quá chừng luôn, khó vào lắm các bạn. Bên căn nhà này á thì cái mái vòm này á nó dài hơn các bạn. Cái đường vào thì nó cây nó bao phủ hết rồi các bạn. Để mình vào bên trong xem có gì hay không các bạn. Wow. Ui. Bên trong đây có cái gì nè cả nhà? Nhìn rất là lạ luôn á. Cái tấm này giống như là cái tấm mà cái chân đèn để trên cái nắp hòm á các bạn. Nhìn rất là ghê luôn. Giống như cây đèn mà để trên cái giá của cái nắp hòm á. Ở đây thì mình thấy có một cái sợi dây nữa nè, cái sợi dây dù nè các bạn. À, ở đây thì mình thấy có mấy chai rượu nha. Wow, chai rượu hay chai gì đây? Bằng tiếng Anh không à các bạn? Để xem. Banana. Chai gì vậy ta? Ui, cái chai gì mà cái nước vàng vàng. Trên cái cổ chai nè có cái chữ banana 750ml. Mình không hiểu cái chai này chai gì nữa. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái căn phòng này nha, để xem có gì không nha các bạn. Wow, quá chừng luôn nè các bạn. Đây là bức tranh gì vậy ta? Có hai vị tiên nè. Đây nữa. T-
toàn là tiếng Trung Quốc không các bạn. Ui, đây nữa nè, rất là nhiều luôn. Đây là những cái bức tranh có những cái vị tiên nè, rất là kỳ lạ luôn. À, dưới đây nữa nè các bạn, quá chừng luôn. Ui, đây nữa nè. Ở đây thì mình thấy có cái đống dây thừng nè các bạn, quá chừng dây luôn. Không biết cái đống dây này họ làm cái gì nữa. Ở đây nữa nè cả nhà, quá chừng dây luôn. Thật sự thì mình cũng không biết cái căn nhà này họ xây để làm cái gì nữa. Những cái vật dụng trong đây á, nhìn rất là lạ các bạn, giống như là người ta thờ cúng hay là cái gì đó, nhìn rất là ghê luôn á. Có một đống dây và hai cái chai đó hình như là cái chai rượu tiếng nước ngoài á các bạn. Ở sau đây thì có một cửa sổ nha. Phía trước đây thì nó khác cái căn nhà bên kia. Ở đây thì nó có một cửa và một cửa sổ. Chúng ta sẽ tiếp tục sang cái căn phòng kế bên nha, để coi căn nhà bên đó có gì hay là không nha các bạn. Bên đây nè. Để đi vòng qua rất là khó đi. Cỏ không à các bạn, gai không. Đây là cái đường đi vào nè, gai quá chừng luôn các bạn. Cái căn phòng này thì hiện tại có một cái tấm dán nó chắn lại rồi nè. Cái căn phòng này ngay cửa đi vào nè các bạn, có một cái tấm dán nó chắn lại. Cái căn phòng này thì cũng giống như căn phòng lúc nãy các bạn. Ở đây thì chúng ta thấy có một cửa sổ nè. Đó, một cửa chính, bên đây cửa sổ nữa. Wow, nhìn rất kỳ lạ các bạn. Ở đây là cái vùng biên giới mà họ xây những cái này, mình không biết để làm cái gì luôn á các bạn. Nhìn quái lạ vô cùng luôn. Căn phòng này thì trống lóc, không có gì hết các bạn. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục thám hiểm hai căn nhà còn lại nha các bạn. Ở đó còn hai căn nhà nữa. Lúc nãy thì chúng ta vào căn nhà này và hai căn nhà này. Còn hai cái nhà đó. Quá chừng gai khu vực này luôn. Để kiếm đường đi qua. Gai rất là nhiều các bạn. Có lẽ là chúng ta đi đường này nè. Quá chừng gai luôn. Đúng rồi, cửa đây nè. Mình không hiểu cái khu vực mà vùng biên giới này á, họ xây cái này để làm cái gì nữa các bạn. Nhìn quá trời ghê luôn. Mình là vô tình đi ngang đây, mình thấy kỳ lạ, cho nên á dừng lại quay cho cái nhà xem. Đây nè, đây là họ lót gạch nè các bạn. Cái đường lót gạch cũng rất là kỳ lạ luôn nè. Đây, tới rồi cái đường cửa vào nè. Wow, cái gì đây? Ở đây thì chúng ta thấy có nguyên một cái sàn luôn nè các bạn. Cái này họ làm cái gì vậy trời? Nhìn ghê quá. Ngay cửa bước vào nè, ở đây thì họ làm nguyên một cái sàn nè, giống như là một cái giường ngủ khổng lồ vậy đó các bạn. Còn cái phòng này có gì là không nha. Sợ nhất là mình vào đây, vào mấy cái chỗ này mình sợ nhất là rắn. Không có các bạn. Ở đây thì mình thấy những cái bông mút xốp nè. Mút xốp họ xé, họ dò ra nè.
để rất là nhiều ở đây luôn. Cái căn phòng này nha, rất là ghê. Với cái căn phòng hồi nãy mà chúng ta thấy những cái chữ Tàu á, những cái hình mà tượng Phật á, hai căn phòng ghê nhất luôn á. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục sang cái căn nhà bên đó. Còn một căn nhà nữa, đây là căn nhà cuối cùng. Xem căn nhà này có gì hay là không nha các bạn. Quá kỳ lạ luôn. Đây tới rồi. Căn nhà này thì có hai cửa, cửa bên đây, cửa bên đây. Mình vô cửa này trước nha. Wow, quá chừng luôn. Trời ơi, bóng đèn neon ông, tô chén, kinh khủng luôn các bạn. Quá chừng luôn. Mình không hiểu chén tô này nè, ở đâu mà họ tập trung về quá chừng luôn. Mà hình như là chén cổ nha các bạn. Cả nhà xem nha. Quá chừng luôn. Để mình lấy một cái cho cả nhà xem nè. Đó, đây là những cái chén dĩa cổ ngày xưa nha các bạn. Quá chừng luôn. Ui, nhưng mà nó bể hết rồi, không còn nguyên vẹn các bạn. Quá chừng luôn mà nó bể hết rồi. Thật sự thì mình không hiểu sao ở cái căn phòng này lại tập trung quá nhiều đồ cổ luôn các bạn. Toàn bộ là những cái chén dĩa ngày xưa các bạn, nhưng mà không có còn nguyên vẹn nha, bể hết rồi các bạn. Đây là những cái ly nè. Ui quá lạ luôn các bạn. Mình không hiểu sao mà nó dính là từng chùm như thế này các bạn. Ngộ thiệt. À đây nữa nè. Nó bể hết rồi nhưng mà nó dính lại từng chùm nè. Nó, cả nhà xem nè. Đây là những cái đít của cái dĩa nè. Nó dính lại từng chùm nè. Quá lạ luôn. Đây nữa nè các bạn. Một đống luôn, một cái kho tàng khổng lồ luôn, toàn là đồ cổ không mà nó bể hết đó các bạn. Ngay cửa bước vào nè, có một tổ mối khổng lồ và một đống bóng đèn neon luôn. Quá lạ luôn. Còn trong gian phòng này thì không có gì ngoài những cái ổ mối nè các bạn. Đó, nó lên nè. Ghê chưa? Những cái bình cổ nè, chén cổ nè. Đó, đây là những cái bình nè. Những cái hũ nè. Đây là những cái nắp bình nè. Nó bể hết rồi các bạn. Quá nhiều luôn. Còn một cái gian phòng bên kia nữa. Chúng ta sang bên kia nha. Đây, cái gian phòng bên đây. Wow. Cái gian phòng bên đây thì có những cái tấm thảm, những cái tấm thảm cỏ nhân tạo. Ổ ong quá chừng luôn kìa các bạn. Ong lá đóng đầy hết trơn luôn. Căn phòng này thì đóng lóc nha. Căn phòng cuối cùng này thì không có gì. À đây, trong đây lại có một thùng nữa nè các bạn. Wow, một thùng đồ cổ luôn. Xem nha cả nhà, quá chừng đồ cổ luôn nè. Mình không hiểu sao nó lại bể hết rồi cả nhà. Và nguồn gốc nó từ đâu mà họ tập trung vào đây quá nhiều luôn. Đây nè, một cái bình bị bể nè. Đó, những cái bình cổ này, những cái hoa văn rất lạ luôn. Cái chất liệu này thì mình thấy lâu đời lắm rồi các bạn. Thật sự thì mình cũng không hiểu như thế nào đó mà họ xây hàng loạt ở những ngôi nhà này các bạn. Nhìn rất là kỳ quái luôn. Và bên trong có những cái đồ cổ, những cái vật dụng rất là lạ luôn các bạn. Thì clip của mình xin phép đến đây được dừng lại nha các nhà. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình để khám phá những địa điểm mới nha các nhà. Xin chào các nhà.